Hello mấy bạn, thì đây là một cái hình vẽ mà mình muốn gửi cho mấy bạn á, mà em muốn gửi cho mấy mấy anh chị coi để mà thực hành luôn. Thì ở đây là những cái số liệu mà em đã đưa ra cho mấy anh chị rồi, thì mấy anh chị cứ dựa vào những cái số liệu này mà vẽ thôi. Thì để em coi coi thì thật ra đây là cái bài em sẽ hướng dẫn cho mấy anh chị về cái cách mà để mà làm program tay của máy tiện CNC. Thì em có thể hướng dẫn cho mấy anh chị đi cái contour trước, là đi cái đường viền ngoài và làm những cái lỗ ở trên này, để em xóa hết những cái này đi để cho cái hình của mình nó được sạch sẽ một chút. Ok, thì đây là cái hình mà không có cái gì hết. Thì đầu tiên em sẽ hướng dẫn cho mấy anh chị là đi cái đường viền ngoài trước, rồi sau đó mình sẽ đục lỗ những cái lỗ này. Thì đây là những cái lỗ mà mình cần đục. Thì rồi, ở đây em sẽ có lỗ 500 để em coi. Những cái lỗ của em. Thì em có hai cái lỗ 500 ở đây và một cái lỗ 750 ở đây, và cái lỗ này là 375 mà em có 4 lỗ. Thì em có 4 lỗ ở đây rồi. Em sẽ chỉ cho anh chị đi cái đường viền ngoài này như vậy để em coi. Em sẽ đi một cái thu phát cho anh chị coi. Đây là cái tool path của nó. Tool path này. Vậy em sẽ giúp cho mấy anh chị đi cái program về cái đường viền này trước. Thì tọa độ mình tùy thích. Thì bây giờ mình sẽ đi một cái ví dụ thôi. Còn cái tọa độ thì mấy anh chị cũng không cần phải phải lấy giống cái tọa độ của em cho đâu, nhưng mà nên mình sẽ lấy những cái tọa độ nào mà dễ để mà làm thôi. Còn đây là cái cách mà em đi tour, em đi qua con dao vô. Ok, giờ em sẽ đi dao vô. Đó, bây giờ là hướng dao của em sẽ cắt là theo hướng này trước. Thì đây nó gọi là contour, nó sẽ đi ra đường viền. Thì cái bản vẽ này em cũng lấy từ một người trên mạng để mà em vẽ thôi. Thì đây là cái bài tập đầu tiên. Thì tọa độ mấy anh chị cho tùy 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 ý. Mấy anh chị có thể vẽ ra cái hình rồi mình sẽ làm program tay cho nó. Rồi, thì ở đây là cái hình mà em muốn anh chị làm cái đồ làm tay. Còn những cái lỗ này á, thì mình sẽ làm sao ha. Ok, đây là một cái dạng bài tập thứ nhất ha, dạng bài tập một của mình ha. Thì em sẽ để cái bài này trong cái vlog số mình. Những cái tọa độ, những cái đường, những cái tọa độ nè, chiều dài của những cái cạnh này nè, thì mấy anh chị có thể mấy anh chị tự cho cũng được, mình không cần phải nhất thiết là theo một người nào hết, miễn sao mình làm ra cái hình thôi.
giờ em sẽ rồi bây giờ em sẽ tắt cái này để mà lấy lại những con số cho anh chị nha. Giờ đây là những cái con số đó. Thì đây là những cái số đo mà thì đây là những cái số đo mà mấy anh chị cần. Video em mình tới đây nha, mấy anh chị hãy trải nghiệm cái hình vẽ này và thử làm viết program tay. Thì những cái video trước em đã dạy, em đã chỉ dạy cho mấy anh chị cái G1, G2, G3 rồi. Thì ở trong này á thì gợi ý của em á là mấy anh chị cứ xài G1 thôi, chứ ở đây chưa có xài G3. Còn nếu mà anh chị này thích cái bỏ vô cái G3 nữa đó, thì hoặc là G2 á, thì em sẽ đổi một chút ở cái bản vẽ này. Thì sau đây em sẽ đổi thử, em sẽ tắt cái này đi. Bây giờ mình sẽ đổi thử ở cái góc này là mình sẽ đi G2 nha. Đó. Mình sẽ đi OK. Đây, nếu như anh chị mà thích đó, thì mình có thể nếu như mà anh chị nào thích đó, thì mình có thể đi cái G2 ở đây nè, đó. Rồi mình cũng có thể đi G2 ở đây nữa. Thì những cái này là em sẽ mình cũng có thể đi những cái đó. OK. Đó, nếu như mà anh chị nào muốn cái bài của mình nó khó hơn đó, thì ở cái cạnh này mình có thể đi G1. Nhưng từ điểm này xuống điểm này á, là sẽ là G2. Từ điểm này xuống điểm này là G3. Rồi đi thẳng qua đây, rồi lên đây, rồi lên đây. OK, các bạn thử sức nha. Em sẽ bấm mấy anh chị ở đây.